Hello, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị Hoàng thân yêu và chào mừng tất cả chị đến với siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 30 tháng 5 năm 2022 và hôm nay cũng là ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng anh chị nhá. Và cho phép em An gửi lời chào và lời chúc đến tất cả chị Hoàng thân yêu có một tháng mới thật nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc anh chị nhá. Ngày hôm nay ngày 30 tháng 5 rồi và hôm nay thì em An sẽ lên sóng giới thiệu đến chị một mẫu xe hạng C cực kỳ đẹp đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Xe chuẩn đồng hồ, không lỗi, đâm đụng thì kích. Ở siêu thị ô tô Bình Dương thì em An cũng nói luôn với anh chị rằng có một số mẫu xe mà em An cũng có thể không bao ô đô cho chị. Nhưng những mẫu xe nào mà em An bao ô đô nghĩa là bên em đã kiểm tra và xác nhận đó là ô đô chuẩn. Còn nhiều mẫu xe khi mà bên em mua về, thứ nhất là ra tên đổi biển, thứ hai là mua lại của anh em thợ, thì đôi khi cái vấn đề ô đô nó sẽ bị sai lệch. Còn về tất cả chất lượng xe là bên em sẽ cam kết bằng 5 tiêu chí vàng anh chị nhá. Vì vậy mà em An muốn nhấn mạnh lại một lần nữa để anh chị hiểu rằng xe cũ thì anh chị cái điều quan trọng nhất đó chính là anh chị quan tâm về chất của chiếc xe, xe có bị lỗi đâm bệnh không. Còn ô tô thì nó có thể chênh nhạch một chút, em An nghĩ nó thành không thành vấn đề. Và ngày hôm nay thì em An sẽ lên sóng giới thiệu cho anh chị một mẫu xe Kia Cerato 2018 màu đỏ, rất là nổi bật đúng không ạ, đang có mặt tại bên em. Bản 2.0 anh chị nhé, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu, tên tư nhân một chủ mới, một chủ mua mới từ đầu, chuẩn đồng hồ 50.000 km và em này là bản 2.0 anh chị nhá. Cerato thì có bản số sàn 1.6, bản số tự động 1.6 và đây là bản 2.0, bản cao cấp nhất của Kia Cerato. Và bản 2.0 này thì đời 18 này thì vẫn được trang bị cho chị cảm biến trước sau, đèn LED và có sạc không dây, bốn túi khí an toàn. Bản 2.0 thì mạnh mẽ hơn đúng không ạ, mạnh mẽ hơn đồng nghĩa với việc mức tiêu nhiên liệu thì sẽ cao hơn một chút. Nhưng nó sẽ không thành vấn đề với những anh chị nào thích cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn. Và hiện tại thì bên em anh chị có thể thấy là lượng xe cũng đang chống đi rất là nhiều đúng không ạ? Được sự yêu thương và ủng hộ của rất nhiều anh chị cũng hàng thân yêu gần xa. Đấy, nên là lượng xe thì ngày hôm nay cũng có chống đi nhưng mà anh chị cũng yên tâm rằng xe thì bên em sẽ về liên tục cập nhật hàng ngày để phục vụ anh chị nhá. Ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn một anh trai từ Quảng Ngãi đi hơn 700 km vào tận siêu thị ô tô Bình Dương để mua một chiếc Vios bản G218 mà chiều tối ngày hôm qua chủ nhật em An mới lên sóng. Vừa đấy thì cũng vừa chốt một em Accent số sàn 2020 rồi cho anh trai ở Kon Tum. Rất là cảm ơn chị. Và hiện tại thì bên em đang cần mua rất là nhiều xe anh chị nhá, đang cần mua rất là nhiều những chiếc xe đẹp. Anh chị có thông tin hoặc bản thân gia đình mình cần bán, cần lên đời xe thì hãy giới thiệu giúp em An. Và để xem chiếc xe này thì anh chị có thể lên trực tiếp bên em siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Anh chị có thể alo trực tiếp vào hai số online em An ghi sẵn ở màn hình. Và vào lúc 20 giờ tối nay thì em An sẽ live trực tiếp trên sóng của An ô tô cũ Bình Dương. Kính mời anh chị cùng vào tham quan, theo dõi. Đó. Và đây là động cơ 2.0 của một chiếc Cerato đây. Đó. 2018 và đăng ký lần đầu là tháng 5 2018, một chủ mua mới từ đầu. Đó. Một mẫu hạng C mà em An đánh giá rằng công nghệ, an toàn, tính năng an toàn, option miên man. Đó. Tầm tiền thì nếu trong phân khúc C thì gần như Kia Cerato đang là một mẫu hạng C giá êm nhất trong phân khúc C gì ạ. Đấy, cụm đèn pha dạng thấu kính có giải LED định vị ban ngày. Và mặt ga lăng này là mạ chrome hình mũi hổ anh chị nhá. Mạ chrome hình mũi hổ 2018. Đó. Mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối luôn. Đèn gầm sương mù. Ok chị nhé. Và cái chóa đèn này thì em An đang bật lên. Thật ra thì rất nhiều câu chuyện mà em An có nói với chị rằng là mua một chiếc xe cũ nếu mình có thể trong quá trình chạy xe họ bị cọ quẹt, có thể lứt đèn bể đèn, thay mới tại hãng là chuyện bình thường anh chị nhé. Em An phải đính chính với chị là như vậy. Quan trọng nhất là biểu khi mà chị bể đèn nhưng khung xương trong đây đúng không ạ, nó không ảnh hưởng, không ảnh hưởng thì có nghĩa đó không thể gọi là lỗi. Còn nếu mà khi bề đèn và khung xương ở đây đồng nghĩa với việc những chi tiết này hoặc bên trong dưới đây nó ảnh hưởng đến kết cấu, người ta phải làm lại, gò lại thì đó gọi là lỗi. Đó. Và chiếc xe này thì em An cũng lại bao chuẩn cho chị luôn. Đó, các ốc cabo, ốc má vè chưa tháo mở, khung xương nguyên bản, động cơ thì rất là êm ái đúng không ạ? 2.0 thì rất là mạnh mẽ rồi. Đấy, các chi tiết keo chỉ là bao zin. Ok. Đến phần thân xe thì em An quan sát là mẫu xe này thì đã được chủ cũ lên 4 vỏ Michelin và em này sử dụng bộ mâm phay hợp kim nhôm, mâm xoắn này chị R17,
đây. Đấy, R17 và vỏ này là vỏ Michelin rồi. Đấy, cái gánh thì rãnh thì còn khá là sâu này đây. Anh nhìn thấy không? Xinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu và có gương cụp điện luôn, auto tự động. Các tay cửa mạc chrome, lẹp kính có sẵn rồi. Đấy, công nghệ rất là nhiều. Phần trên đây thì sẽ là cửa sổ trời cho anh chị. Đó, không thiếu cái thứ gì cả. Nội thất ở đây là tông màu đen kết hợp màu kem. Ghế chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế 2 vị trí. Đó, ghế da này thì là một cái ghế da của một chiếc xe đi 51.000 chuẩn đây, anh chị thấy không? Còn nguyên bản và rất là mới, rất là mới. Vô lăng thể thao, ba chấu bọc da. Vô lăng thì tích hợp đầy đủ những nút chức năng âm lượng. Chuẩn đồng hồ 51.000 anh chị nhá. Đó. Điều hòa hai vùng độc lập, có màn hình giải trí. Đó. Cân bằng điện tử ABS đầy đủ hết, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Tất cả những chi tiết ốc cửa, bốn cái cửa này man bao cho chị chưa tháo, keo chỉ bao zin. Đó, bản này được trang bị cho chị 4 túi khí an toàn. Đó, các chi tiết của một cái ghế tài hay là những cái tabi cửa của một cái cửa tài bao giờ cũng là cái mà ngồi nhiều nhất và sờ nhiều nhất, cầm nhiều nhất. Thì anh chị có thể thấy là những cái chi tiết này còn nguyên, chưa bị mờ. Đấy, và đây là những cái chi tiết keo chỉ đây. Bao chuẩn rồi chị, 2018 bản full option. Một mẫu xe quá là mới đúng không chị, quá là mới rồi. Tất cả là mâm xoắn và là vỏ Michelin hết. Chủ xe cũng đã thay cho chị rồi. 51.000 thì những người cẩn thận thì họ thay vỏ là rất là hợp lý ấy chị ạ. Không gian thì rất là rộng anh chị nhá. Mẫu Cerato thì em ăn ngồi rất là nhiều rồi. Phải công nhận rằng Cerato là một mẫu xe ngồi rất là thoải mái. Cho cái cảm giác ngồi thực sự rất là thoải mái, dễ chịu. Điều hòa thì cũng được trang bị hốc gió điều hòa ghế sau cho anh chị rồi. Trần nỉ thì anh chị thấy là rất là mới như này đây. Xe cực kìa đẹp. Những cái lỉ, những cái lách còn đẹp ha. Đấy, rồi những chi tiết cửa là ốc nguyên bản chưa tháo mở. Bao chuẩn Odo và bao lỗi tuyệt đối cho anh chị ở mẫu Cerato 2018 bản full này. Bản full option nhá. Đấy. Keo chỉ không mất bất cứ phần keo vật chỉ nào. Ok. Đấy. Nước sơn thì về cơ bản thì đã sơn dặn rồi, nhưng mà nước sơn zin thì em An luôn cam kết với anh chị nó sẽ dao động khoảng 80% đến 85%. Đồng áng căng, những cái đường dập mí này thẳng á, tuyệt đối như vậy là có thể là trong quá trình chạy chủ xe có thể bị xước, bị sát, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến dàn đồng. Bốn mắt cảm biến xong. Ống bô kép anh chị thấy đẹp không, rất là thể thao, đèn led 3D. Và cốp điện luôn anh chị nhá. Anh chị có thể đây là biển số của em Cerato này, 47966. Và anh chị có thể vào trực tiếp cái website bên em siêu thị ô tô Bình Dương.com để tìm hiểu một số mẫu xe mới bên em nhé. Đấy. Đây, lót cốp bằng mủ này, nguyên này. Đó. Dưới là lỉ mới tinh. Vỏ sơ cua này thì vẫn là vỏ sơ cua theo xe anh nhé, anh chị nhé. Vỏ sơ cua theo xe, vỏ mới tinh. Đó. Tất cả những cái chi tiết ốc cốp này. Đây. Đây. Đấy là những cái chi tiết ốc này. Chưa tháo nhé. Đó. Mới tinh, keo là bao zin nha chị. Tất cả những cái keo chỉ là bao zin tuyệt đối. Đây. Bao zin hết anh chị nhé. Rồi, cho chị tham quan phần gầm xe để xem rằng với một chiếc xe đi 51.000 và em này là gốc Đồng Nai, tên một chủ từ đầu, thì cái chất lượng phần gầm xe còn đẹp không? Đưa chậm cái máy đi em, chậm cái tay thì khách mới coi được. Rồi tiếp tục sang bên đây. Dàn đồng rất là căng nha, đây nước sơn cực kỳ là đồng nhất đúng không ạ? Vỏ là vỏ Michelin hết rồi anh chị nhá. Đấy, vỏ này thì gần như là cái vỏ tốt nhất trên thị trường và độ cách âm nó sẽ tuyệt vời hơn. Mâm phay hợp kim. Tay cửa mạc chrome. Và anh chị khi mà mua xe thì anh chị có thể là mình chưa đủ tiền thì mình có thể xuống trước khoảng 50%, bên em sẽ rút hồ sơ. Đấy, trong vòng 7 đến 10 ngày mình có thể xoay tiền mình mang xe về. Và tất cả xe bên em bán thì đều, thứ nhất là cam kết chất lượng cho chị, thứ hai là tuyệt đối là không có vấn đề mà anh chị phải lo vấn đề là khi mà anh chị để xe lại bên em mà sẽ xảy ra vấn đề là tháo mở hay là lấy cái gì cả, cái đấy là tuyệt đối rồi. Bên em thì luôn luôn cái gì vẫn phải có cái quy định trong công ty, chứ không phải bất cứ một thành viên nào mà muốn tháo gì trên cái xe là được anh chị nhá. Nên là anh chị cứ yên tâm rằng tất cả những cái sản phẩm bán ra thì bên em khi mà anh chị coi sao thì đến cái ngày mà anh chị lên xem xe nó là như vậy. Chứ tuyệt đối là không có kiểu là khi mà anh chị coi trên kênh là như vậy mà đến lúc mà anh chị lên xem xe thì
là cái xe khác thì là không có chuyện đó chị nhá. Đấy, bởi vì đấy là cái uy tín rồi, nguyên bản hết. Đó, tất cả những cái chi tiết là tuyệt đối anh chị ạ, tuyệt đối là không tháo mở cấn đụng. Celato thì hiện tại bên em đang còn ba chiếc thôi và đều là form cũ hết nhá. Form mới thì hiện tại đã bán hết rồi, form mới thì đã bán hết rồi. Đó, đây zin đét hết nhá. Đấy, anh chị thấy không? Ok, và em này thì đăng kiểm thì còn đến tháng 10 năm 2023. Tháng 10 năm 2023 nhỉ. Đó. Một dàn vỏ lên cho anh chị coi hết một dàn vỏ để chị biết được. Thường thường thì khi mà em giới thiệu xe, em sẽ giới thiệu ngoại thất, nội thất, tất cả các cửa, cabo, cốp, động cơ để chị mình quan sát cách dễ nhất. Rồi, cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi về mẫu Cerato 2018 bản 2.0, bản cao nhất của Kia Cerato, chuẩn đồng hồ 51.000 km, tên tư nhân một chủ dầu. Mà giá mà em đang mong muốn ở mẫu Cerato này là 535 triệu. Và ngày hôm nay thì Aman sẽ giảm trực tiếp cho chị 5 triệu đồng, còn 530 triệu đồng bao giữ sơ. Và chị nào mình quan tâm thì alo trực tiếp cho Aman. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại chị. Xin chào.